chuyện chưa kể khiến nhiều người tò mò trong đám cưới của hai anh em sinh đôi cưới vợ cùng một ngày. Hình ảnh bốn người cùng bước xuống từ một chiếc xe cưới đã nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt của gia đình và anh em, bạn bè. Mới đây, hình ảnh về một đám cưới hai cô dâu, hai chú rể diễn ra tại TX, Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook khiến cho mọi người xôn xao. Bởi điều đặc biệt là hai chú rể trong đám cưới là anh em sinh đôi, cùng kết hôn chung vào một ngày. Hai chú rể là Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Cường, cùng sinh ngày 19 tháng 11 năm 1993, quê Nghệ An, đang sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Còn cô dâu là Nguyễn Huyền, sinh năm 1995, quê thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, và Linh Ly, sinh năm 1997, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông Phan Hưng, chú dượng của chú rể, người lên kế hoạch và tổ chức đám cưới này cho biết, bố của hai anh em Hùng, Cường không may qua đời sớm. Khi tổ chức đám cưới, ông cũng khá lo lắng vì sợ quan khách không thể tới. Tuy nhiên, đám cưới vui không tưởng khi đông đảo anh em, bạn bè đến dự, chung vui. Theo ông Hưng, chú rể Nguyễn Hùng và cô dâu Nguyễn Huyền đã tổ chức ăn hỏi ở quê vợ vào năm 2021. Thời điểm đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gia đình không thể tổ chức đám cưới ở nhà trai. Còn cặp đôi Nguyễn Cường, Linh Ly cũng ăn hỏi và làm lễ cưới ở nhà thờ vào năm ngoái, dự định tổ chức đám cưới vào thời gian thích hợp trong năm 2023. Dù lấy chồng đã hơn 2 năm và có con gái hơn 1 tuổi nhưng cháu Huyền chưa một lần được mặc áo cô dâu. Cháu không nói ra, nhưng phụ nữ ai chẳng mong một lần được khoác áo cô dâu, cùng người đàn ông của mình bước vào hôn trường trong sự chúc phúc của mọi người, ông Hương nói. Người chú dượng chia sẻ, bản thân ông cũng như toàn thể gia đình mong các cháu có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, luôn đoàn kết, tương trợ và yêu thương lẫn nhau. Điều khiến mọi người lo lắng là cô dâu và chú rể đều đang lập nghiệp ở Nha Trang nên sợ quan khách không thể tới dự. Nhưng khi đám cưới được tổ chức, rất đông người đã tới chia vui. Ngoài ra, những bức ảnh của buổi lễ được đăng tải trên mạng xã hội cũng được chia sẻ rộng rãi và có nhiều người gửi lời chúc phúc. Có lẽ đám cưới tổ chức vào dịp Tết khi mọi người trong gia đình đã tề tựu đông đủ, vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí của gia đình, vừa thuận lợi cho bà con quan khách đi dự, ông Hưng vui mừng cho hay. Chú rể Văn Cường cho biết về ý tưởng tổ chức đám cưới chung vừa do tâm nguyện của người thân và cũng vừa do hoàn cảnh sắp xếp. Bố tôi chẳng may qua đời sớm. Năm xưa, lúc bố còn sống cũng hay nói đùa rằng sau này sẽ tổ chức cho hai con sinh đôi cưới chung một ngày. Vì vậy, anh em cũng coi như đây là một cách để hoàn thành tâm nguyện cho bố, Văn Cường nói. Trước đó, người anh em song sinh Văn Hùng đã kết hôn cách đây 2 năm nhưng do dịch bệnh nên chưa thể tổ chức, cũng chưa mời bạn bè đến tham gia ăn mừng. Vì vậy, khi đến Văn Cường ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, thì gia đình mới nghĩ thêm việc cho cô dâu của Văn Hùng được mặc váy cưới một lần trong đời. Vì đám cưới chung nên cũng có những điều đặc biệt cần chú ý và chuẩn bị tỉ mỉ hơn. Nhiều ý tưởng được đóng góp cho các cô dâu và các chú rể. Bình thường với hôn lễ riêng, các chi tiết chỉ cần sự đồng thuận giữa hai người. Bây giờ với đám cưới chung, hai cô dâu, hai chú rể cũng đã bàn bạc và trao đổi với nhau nhiều để phù hợp nhất và khiến ai cũng hài lòng, Văn Cường cho biết thêm. Cũng may mắn vì 95% bạn bè của hai anh em là chung nên chuyện mời cưới cũng không quá mức rườm rà phức tạp. Vì vậy, trong đám cưới này, anh em, bạn bè đến rất đông vui. Có một đặc biệt trong đám cưới này, đó là về phần làm lễ, vì chú rể theo đạo Công giáo nên nghi thức trao nhẫn đã được hoàn thành trong nhà thờ, không gây lúng túng, khó xử hay tạo ra bất cứ cảnh phức tạp nào khi tổ chức hôn lễ nơi nhà hàng. Tuy nhiên, vì đám cưới có hai chú rể nên cũng có những điểm khác như hai bánh kem, lúc làm lễ thì bánh của đôi nào, đôi ấy tự cắt. Chữ trên phong bạt cũng là tên của cả hai đôi. Thiệp mời thì hai cái cho chung một phong bì mời khách, và đến cả xe hoa cũng là hai đôi ngồi chung một xe do một chú rể cầm lái. Vì cô dâu Thu Huyền nhà ở tỉnh Quảng Bình nên đã được rước về từ trước và ở nhà chú rể Văn Hùng đợi sẵn. Do vậy, chú rể Văn Cường lái xe đi đón cô dâu Linh Ly, rồi quay về nhà đón cặp Văn Hùng, Thu Huyền. Hình ảnh bốn người cùng bước xuống từ một chiếc xe cưới đã nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt của gia đình và anh em, bạn bè. Hàng trăm du khách đổ về Sapa dịp đầu năm.